Biến căn ngay lúc này, một chủ cây xăng đã mời tất cả các Phật tử của thầy Thích Minh Tệ đi sang chỗ khác. Theo mình nghĩ đây là đúng nha cô chú chị. Chủ cây xăng làm đúng nha. Theo mọi người, chủ cây xăng làm đúng hay sai, mời mọi người để lại bình luận nha. Lui lại ra cái Phật đây, cái bị chạy ra tôi vậy mà. Ta một cái kho xăng nữa mà để nó tập trung đông người cho đấy. Bị đốt chết ra đây. Đừng có ai hút thuốc nha bà con. Kho xăng nè. Không thuốc hả chú? Cái này là ngay bãi chứa xăng phải không? Bãi chứa xăng như đây. Bãi cứ ngớ để chứ đi. Chú vô chú mời mọi người đi xuất ra đi chú. Đó lui ra đi, đó chú lui ra đi. Dạ. Lui ra đi anh em ơi, ngay khỏi xăng anh em ơi. Đây đây, anh em ơi. Đây. Nói chung là chú đó la cũng phải mọi người, bởi vì ngay cây xăng. Ê, 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 thầy ơi, không bình thường. Chụp ảnh cho con đi. Lên đường nha mọi người. Dạ. Dạ. Chị em hoan hỉ tại xa rồi 1 mét đi. Đứng bên chụp hình đứng bên thầy nha. Bây giờ quý vị Phật tử ở đây cũng muốn có một câu hỏi với thầy, và con cũng xin đặt câu hỏi thầy là cái em trai đó nguyện cạo đầu xuống tóc để đi theo thầy, là thầy có nhận là đệ tử hay không, để cho mọi người và cộng đồng về các giáo hội trong giáo hội như con biết, để sau này thầy không bị phải tiếng hỏi gì thầy đâu, tôi cũng giáo hội đâu, hỏi giáo hội hỏi đó, để cho thầy chia sẻ rất là chân thành quý vị, để những cái kênh YouTube đưa lên cộng đồng mạng nghĩ sai lầm về thầy Thích Minh Tệ. Dạ, đây là chính lời thầy nói, thầy không nên nói, tôi chỉ chia sẻ vậy thôi. Họ tự nguyện họ đi theo làm đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng rồi, anh em mình để con biết trước á là thôi họ con thì con chia sẻ chứ con không là sư phụ, cũng không là đệ tử, không có thì giả, cũng không có ai cả, con chỉ một mình con đi thế thôi chứ con không có nhận như ai. Có nhiều anh em YouTube, có nhiều người không hiểu đạo, người ta nghĩ đi theo là đệ tử của thầy. Ok, họ là huynh đệ, là huynh đệ nha, huynh đệ anh em, huynh đệ anh em nha. Đi được bao lâu thì đi, không có là đệ tử, để sau này những cái ông thầy kia em sư kia nói đến với con không có kêu gọi họ, cũng không có là mời họ tới hay là khuyến khích họ, nhưng mà họ tự nguyện. Dạ. Nhưng mà con cũng không có quyền xua đuổi họ. Dạ. Họ muốn đi được mấy ngày thì họ đi, đi rồi họ tự về. Dạ. Dạ, tại con muốn tốt cho thầy á, nhiều người họ cứ nói là thầy là đệ tử, tụi cũng hỏi chính miệng thầy nói ra. À, gì được. Dạ. À, gì được. Hôm nay thầy nói rồi nha mọi người. Mời thầy con ơi, mời thầy nói rồi. Thầy đã nói rõ ràng cho mọi người. Tại vì con không phải là sư, không phải là thầy gì cả. Con cũng đã chia sẻ với là huynh đệ, em dùng từ huynh đệ trong clip em nha. Tên tôi đều nha, rồi huynh đệ. Huynh đệ còn... Rồi, để cho thầy đó. Bắt đầu tôi hiểu nha. Đó là rất là quý báo. Đang tập hợp. Mọi người đang tập hợp. Làm theo Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Dạ, dạ, dạ. Tôi là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ, dạ. Rồi, tôi đề cho cầm thay nữa. Dạ, thầy lên đường, tiếp tục lên đường nha cả nhà. Quá đông rồi, quá đông rồi. Tình hình hiện tại quá đông luôn. Dạ. Vật cổ không đi trước đây, lại đi cố Chí Minh nhá, không đi đây, đây đó,
đường xa xa thì nó đang tiên mới có chạm vào. Thầy chuẩn bị lên đường. Đây cho mọi người. Đây. Đứng xa xa mình chụp mình đứng xa xa. Đừng có đứng gần quá cô ơi, đừng có đứng gần quá cô ơi. Mấy cái vụ mà đứng gần đứng xa này nhắc hoài mà mọi người không có giữ giới cho thầy vậy chứ mọi người. Vậy mà thương yêu thầy cái gì? Mở miệng ra thương yêu thầy mà không giữ giới cho thầy thì thương yêu cái gì mọi người? Chụp cái này cấm chụp hết nhưng mà phải giữ khoảng cách với thầy, đừng có đụng thầy. Chụp đi. Chưa. Cái này chụp. Chụp cho tí cho sao đây, chụp nhờ nhờ. Có mọi người hoan hỉ đó. Thôi cười dương chấn thừa chụp đẹp hơn. Nha, mọi người hoan hỉ đây, cười dương chấn chụp đẹp hơn. Thầy tiếp tục lên đường nha. Thầy tiếp tục lên đường về Vinh Nhân Mười. Đây là quốc lộ 1 xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An nha. Đó, thầy vẫn tiếp tục đi. Toàn người vẫn đông nha, vẫn rất đông đi với thầy. Mới đi ra dừng lại rồi. Cho Phật tử chụp hình. Rất đông luôn nha mọi người, rất đông. Thấy đông rồi. Đó, mọi người quay thầy để chụp hình nha. Mong cô chú anh chị khi mà chụp hình với thầy đừng có đứng sát thầy quá nha mọi người, giữ giới cho thầy nha. Nó đi theo thầy xa chưa bác? Mời đi đấy à? Mời đi từ cái tuổi như rồi, cho thầy cái tuổi như. Bác đến đi tới đâu? Hả? Bác đến đi tới đâu? Tình cùng đi với thầy đến khoảng Cầu Cẩm đâu cũng quay lại thôi, bởi vì mình cũng nhiều việc. Cầu Cẩm là cách đây xa không chú? Cách đây mười mấy cây nữa. Mình dẫn xe mình đi luôn ha. Vâng. Rồi. Thì nói chung là mình phạt quyền hồ ti với thầy một tí. Bác thấy thầy đó, bác có cảm nhận nào về thầy không? Mình cảm nhận cái năng lượng của thầy, tư tưởng của thầy rất chi là tốt. Mình cùng bên Phật tử cho nên là mình cùng mong mọi người đều phát tâm hưởng Phật để làm những việc thiện và làm lợi lạc cho chúng sanh hữu hình cũng như vô hình. Mình là người phật Phật, mình hiểu biết được hồi xưa mình không biết được thì mình cũng như mọi người khác. Bây giờ mình hiểu biết được đến Phật pháp rồi, mình thấy Phật pháp rất chi là vi diệu. Cho nên là mình
cảm nhận được trong lúc thầy Minh Tuệ đi như thế này thì thầy làm rất lợi lạc cho chúng sinh. Dạ vâng. Dạ, rồi, cảm ơn bác nha. Dạ. Dạ, chúc bác nhiều sức khỏe. À, thì thầy vẫn còn đứng chụp hình với các Phật tử nơi đây nha. Rất đông nha quý vị. Mọi người có thể thấy đó, nhiều Phật tử đến để chụp hình với thầy nha. Rất đông luôn, rất đông luôn. Bà đến từ đâu bà? Hả? Bà đến từ đâu? À, ba ở Hồng Mai. Hồng Mai, Hồng Mai Hà Nội hả? Hồng Mai, không Hồng Mai ở nhà đấy. À. Đấy. Dạ. Đi đồng hành với ngài là ngày hôm nay là ngày thứ tư đi đấy. À, ngày thứ tư luôn à? Rồi. Rồi. Rồi bữa nay bà định đi tới đâu? Tới Vinh không? Có chứ. Định đi tới Vinh chứ. Tới Vinh luôn hả? Ừ. Phải bà tốt ghê ha. Ừ. Đi với thầy thấy thoải mái không bà? Hả? Thoải mái lắm, tuyệt vời lắm. Không mệt à? Không mệt. Ủa sao ngộ ta lội bộ xa hàng chục cây số mà không mệt à? Không mệt, vẫn khỏe bình thường. Dạ. Ây, vâng lòng. Vẫn khỏe bình thường rồi. Bà đi với thầy 3 ngày hả? 3 ngày, ngày như ngày thứ tư này. À, 3 ngày rồi bà có cảm nghĩ gì khi đi cùng với thầy không? Cảm giác, bà chia sẻ cảm giác được đi cùng với thầy như thế nào không bà? Được đi cùng với thầy là một niềm hạnh phúc cho bác và cùng tất cả mọi người. Thì là như là bác cũng muốn chia sẻ với tất cả bà con chúng ta là một điều về trải lòng về cái tấm của bà. Yeah. Là chúng ta là con rồng cháu tiên, đất nước Đại Việt của chúng ta là một cái đất linh thiêng đầy huyền bí. Yeah. Và bây giờ là được xuất thể một vị Phật ở trong thì hiện giờ đấy. Dạ. Tất cả các Phật tử, bà con rồng cháu tiên ở trong nước và ngoài nước. Dạ. Chúng ta thật là hoan hỷ đón nhận một vị Phật trong tương lai. Dạ. Thì chúng ta là ngài là một vị Phật, ngài là chịu khổ tu hành đầu đà, ngài chịu khổ vì ngài muốn mang lại cái hạnh phúc cho nhân loại. Yeah. Thì là con rồng, ta là con rồng cháu tiên và con cháu của Đức Phật, chúng ta cần phải sáng suốt, cần phải có trí tuệ. Yeah. Chúng ta cần phải có sự phán xét đâu là tà đạo, con đường nào là chánh đạo. Nếu như con đường chánh đạo thì chúng ta đi, con đường tà đạo thì chúng ta vùi xuống đất. Yeah. Vì con đường chánh đạo là con đường giải thoát, con đường thoát khổ, con đường hạnh phúc và con đường giải thoát cho mọi người. Yeah. Vậy chúng ta cần phải sáng suốt. Bà con già trẻ gái trai, Đức Phật đã ở hiện hữu trước mặt chúng ta ở đây rồi. Yeah. Và Đức Phật đã đem lại ánh hào quang và soi sáng cho con đường chúng ta đi. Yeah. Ngài thức tỉnh muôn vàn trái tim đã tỉnh thức. Yeah. Thổn thức muốn đến để gặp ngài đó. Yeah. Cho nên là chúng ta cần phải bảo vệ ngài, cần phải sáng suốt. Con cháu Việt, con rồng cháu tiến của chúng ta. Yeah. Là đầy trí tuệ sáng suốt. Yeah. Đó, cho nên là chúng ta là phải trợ duyên cho ngài trên con đường hành đạo. Yeah. Ngài phải vượt qua tất cả những khổ đau gian nguy và cản trở kiếp nạn, nhiều kiếp nạn. Yeah. Vì ngài muốn đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Yeah. Đó. Yeah. Cho nên là bác rất là tâm đắc. Yeah. Rất là hoan hỷ để đón nhận ngài là một vị Phật. Đến đây bác là chúc các quý vị và tất cả mọi người con cháu
của đất nước Đại Việt chúng ta đều trở thành Phật đạo. Tất cả mọi người cùng được giải thoát. Xá thú. Dạ, con cảm ơn bà. Rồi, bà đi dưới thầy đi bà. Dạ, cảm ơn bà, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bà vẫn đi nha mọi người. Quá kẹt xe luôn mọi người.